cần nhìn thấy cực quan là hai người yêu nhau sẽ mãi mãi bên nhau. Tôi tin rằng tình yêu của chúng tôi sẽ trở thành con trai mẹ xinh đẹp, xuyên qua thời gian, vượt qua sự sống chết. Đi lên thay đồ xuống ăn cơm đi. Dạ, anh nói đi. Em nói đi. Anh con trai anh nói đi. Ô hay, em là con dâu không phải là con à? Nhưng mà em nói em sợ mẹ chửi lắm. Anh nói đi. Quá, mẹ toàn chửi anh, có bao giờ mẹ chửi em đâu. Thì bây giờ anh nói làm sao? Ô hay, hai cái đứa này lạ thật đấy. Thế có để yên cho mẹ xem phim không à? Không nên thay đồ đi, cứ đứng rằng co nhau mãi. À, mẹ ơi, con có chuyện muốn thưa với mẹ. Chuyện gì? Vào ghế ngồi nói xem nào. Chuyện là vậy. Gì? Công ty con á vừa thưởng tiền Tết á. Thì đây là cái lương thưởng của con. Con gửi mẹ mua sắm Tết nha. Không, không các con ơi. Đừng đưa tiền thưởng cho mẹ. Mẹ sợ mệt lắm rồi. Mẹ xin các con đấy. Khổ quá mẹ ơi. Cái tiền này mẹ không phải lo. Con đã kiểm tra kỹ rồi. Hàng xịn sao đúng 100% luôn. Mà chủ yếu là tiền thưởng của vợ con đấy. Đúng rồi đó mẹ, mẹ nhận đi. Cái này á con kiểm tra kỹ rồi. Tiền của con á không sao đâu. Cô chắc chắn không? Dạ cái này chắc chắn á, mẹ yên tâm đi. Cái này tiền thưởng công ty con mà, không phải như được bữa đâu. Thôi, mẹ cứ cất kỹ cho nó yên tâm. Thì anh nói đi. Nói đi. Cái gì vậy? Anh đùng đẩy cho em chi? Thì mẹ hợp em mà. Chứ anh nói khác gì em nói. Sao anh không nói đi? Hai cái đứa này lạ nhỉ. Việc tốt mà cứ như là việc nguy hiểm ấy. Hay là tiền thưởng này có vấn đề? À không phải. Cái này không liên quan. Dạ, mẹ giữ đi. Liên quan, mẹ cứ giữ đi ạ. Chuyện là tụi con còn một chuyện nữa muốn thưa với mẹ. Chuyện gì? Là chuyện chuyện của anh Tạc. Tạc, Tạc nói. Nói đi. Dạ thế này ạ. Dạ, kính thưa mẹ thân yêu của con. Ôi trời, ngọt quá cơ. Mẹ ơi, tình hình là thế này ạ. Dạ, mùng 2 Tết này, xin phép mẹ cho vợ chồng con lên trên Hà Giang du lịch 5 ngày ạ. 5 ngày thôi ạ? Mùng 2 Tết? Dạ. Mà đã đi nghỉ mát á? Ôi dồi ôi, mùa đông ai đi nghỉ mát mẹ? Người ta gọi đây là đi du lịch ạ. Du lịch? Không phải nghỉ mát thì cũng là nghỉ phép. Ôi dồi ơi, các con có biết là ngày Tết là ngày gia đình sum họp không ạ? Mẹ ơi, Tết này có phải như Tết xưa đâu. Ngoài việc gia đình sum họp thì tụi con phải đi du lịch, đi xả xịt chết nữa. Với lại con với anh Tạc nghỉ Tết ít lắm. Bây giờ không đi du lịch, không tranh thủ thì đâu có thời gian đâu mẹ. Thế ở nhà cũng phải là nghỉ à? Thì ở nhà cũng là nghỉ Tết. Nhưng mà mẹ thấy đó, có được nghỉ đâu. Con chiều 30 thì phải tất bật sắm sửa quần áo các thứ. Rồi chưa kể con mua mai đào trúc trong nhà. Rồi phải rửa chén các thứ. Phải làm đồ ăn nhiều lắm mà tay con mẹ biết rồi, đâu có đụng nước được nhiều đâu. Mẹ ơi, Tết năm nào cũng như Tết năm nào. Nào là làm cơm cúng ngày 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3, xong bắt đầu là đi Tết trọ hàng, rồi tiếp đón anh em bạn bè các thứ. Thế loanh quanh đến ngày mùng 5 hóa vàng, hết Tết luôn ạ. Ừ, kể ra anh chị nói cũng có lý đấy nhỉ. Dạ vâng ạ. Dạ mẹ cho tụi con đi nha. Đấy thấy không, mẹ ơi. Bây giờ ấy, Tết đi du lịch người ta gọi là trend ấy, là gọi là gì nhỉ? Gọi là xu hướng. À xu hướng, xu hướng. Mẹ ơi, ở công ty con á, gia đình nào cũng đi hết trơn á, tụi con thuê nguyên đoàn đi chung luôn. Dạ, để em thấy không? Anh đã nói với em rồi, mẹ là mẹ hiện đại lắm, không phải lo, muốn gì cứ nói với mẹ là xong. Phải rồi, anh chị còn trẻ nên còn cần phải nghỉ ngơi. Dạ, đúng ạ. Phải xả xì xét này. Thế còn để cái thân già này ở nhà quét nhà này, lau nhà này, dọn nhà, đúng không? Vậy thôi, bây giờ mẹ cứ đi chung với tụi con luôn. Khỏi quét nhà, dọn nhà chi cho mệt. Tết đi chơi luôn. Thôi, tôi cảm ơn cái lòng tốt của hai anh chị. Tôi già rồi, nên tôi không phải tái tạo sức lao động, không phải xả xì xét. Đợi cái thân già này xuống lỗ ấy, rồi kéo nhau về, nghe. Mẹ đừng nói thế, mẹ cứ nói quá lên. Vậy thôi, tụi con không đi nữa. Ok. Sao lại không đi nữa? Của một đống tiền ra đi mua vé bây giờ kêu không đi mất tiền à? Anh mất cười quá à. Bây giờ mẹ nói vậy anh dám đi không? Mẹ ơi. Mẹ. Cái gì? À mẹ ơi, mùng 1 này mẹ cho con đi Thái Lan chơi với bạn nhá. Vớ vẩn. Con có biết ngày mùng 1 là ngày Tết cha, ngày mùng 2 là ngày Tết mẹ không à? Ngày Tết không đi đâu hết. Mẹ, nhưng mà mẹ có muốn có một chàng rể không? Con nói cho mẹ biết nhá, tour du lịch lần này của con có nhiều bạn đẹp trai lắm. Tao không cần cái thằng rể lang thang đấy. Ngày Tết thì phải ở nhà. Chúng mày thích đi, đi hết cả đi. T-
tụi con không có ý. Thôi, anh làm gì thì làm đi, em không biết đâu. Bực hết cả mình. Bụi, bụi đưa con lau cho bụi. Rồi. Bụi đưa đây con lau cho. Yeah. Bố, thế con muốn nói chuyện với bố như hai người đàn ông mới được không ạ? Thế từ trước đến nay mày là đàn bà à? Con không phải như vậy. Thế có nghĩa là con muốn nói chuyện với bố như hai người trưởng thành với nhau ạ. Này, nếu mày định bảo tao đi khuyên mẹ mày thì quên chuyện đấy đi nhé. Bố còn chưa lo nổi thân bố này. Dù thế nào đi nữa bố vẫn là trụ cột ở trong cái gia đình này cơ mà. Bố là trụ cột. Vâng. Nhưng mẹ mày to hơn. Mẹ mày là cái nóc nhà. Nhá. Còn biết mẹ con là nóc. Thế nhưng mà bố vẫn là người đàn ông lớn tuổi nhất ở trong nhà này. Bố ơi, bố xem thế nào bố khởi nghĩa một lần đi. Bố khởi nghĩa đi. Bố phải vì tương lai của bố con mình. Không cứ để thế này thì bố con mình chết đi. Đợi đấy nhá, để xem bố mày thể hiện bản lĩnh của người đàn ông như thế nào. Đây, bố phải thế nhá, để con lau cho. Ở đây này, nhẹ nhàng thôi nhá. Cái gì mà gian? Tôi quay mấy cái điệu van cho nó giãn gân giãn cốt chứ có chuyện gì đâu. Này, bà rảnh rỗi hả? Rồi, bà ngồi xuống đây. Tôi có việc họp khẩn với bà. Này, chắc là ông lại định nói đỡ cho hai đứa nó đi chơi phải không? Không được. Không phải chuyện đó. Riêng cái chuyện mà giáo dục con cái là tôi đồng quan điểm với bà nhá. Bà như thế là rất chuẩn. 100% tôi đồng thuận với bà 100% về việc giáo dục con cái nhá. Thế còn là một việc khác. Bây giờ ngồi xuống đây đấy. Ôi trời ơi, giờ thương quá. Này, mình già rồi, phải giữ gìn sức khỏe nhá. Rồi, mai thế nào? Ông là biết quan tâm đến tôi từ bao giờ thế? Chắc là rồi hôm nay bão to nhỉ. Nghe này, một lời nói rất chân tình nhá. Mình già rồi, có tuổi rồi nhá. Tất cả những việc lặt vặt trong gia đình ấy để cho con cái nó làm nhá. Đừng có tham công tiếc việc nhá. Rồi thôi. Ngã lăn ra đấy thì ai sẽ là trụ cột gia đình đây? Thôi biết rồi. Có chuyện gì thì nói thẳng luôn ra đi. Mà bóp mạnh vào. Ừ, được rồi. Này, có cái chuyện này thế này. Này, Tết này mình lại về quê nhỉ? Nhá. Thế năm nào mà tôi chẳng gửi quà Tết đầy đủ, chả thiếu cái gì cả. Đã đành là như thế rồi. Nhưng mà tôi muốn là Tết năm nay cả nhà mình về quê cho chị cả tôi mừng nhá. Ôi, ông không biết là Tết nhất nhà này bao nhiêu việc phải lo à? Bao việc phải làm à? Ôi trời ơi, nhưng mà thế này, chị cả mình ấy nhiều tuổi rồi, gần đất xa trời không biết lúc nào. Thế cho nên là thôi, mình về thăm chị ấy cho chị mừng, có khi mình về thăm chị lại khỏe ra thì sao nhá. Thôi nghe tôi, chiều tôi đi nhá. Thôi được rồi, để tôi sắp xếp. Ôi thôi thì hay quá, thế là mình đồng ý rồi nhá. còn cái việc này tôi có cái việc gì mà ông cứ như đánh mặt giả ấy. Đánh tôi... quanh vo co suốt từ chiều đến giờ. Ông ngồi xuống đây, có gì nói tôi nghe xem nào. Nhưng mà quả thực là cái việc này nó cũng rất là tế nhị. Thì ông ngồi xuống đây. Rất là khó nói. Thế này nhá. Thì mình này. Hôm tới
mình về thăm quê tôi, thăm chị tôi. Thì tôi muốn là mình hôm ấy mình chiều tôi nhá. Mình cho tôi cái quyền tự quyết tự chủ một lần nhá. Sao lại phải thế? Ôi, từ xưa đến nay thì tôi vẫn coi bà như là một trụ cột gia đình, một cái nóc nhà. Nhưng mà hôm tới trước mặt chị tôi thì hãy cho tôi cái quyền tự quyết, tỏ rõ là một người chồng nhá, một người đàn ông, được chưa? Không, sao tôi phải đồng ý? Thôi, chiều tôi một tí nhá, cứ làm như thế trước mặt chị tôi để cho chị tôi khỏe nhá. Một ngày thôi. Chỉ một ngày thôi nhá. Ừ, một ngày xong rồi. Nhớ nhá. Ông mà làm quá lên á, tôi xuất quyền luôn nhá. Không, 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 chỉ một ngày thôi. Sau đó bà muốn làm gì thì bà làm nhá. Chiều tôi nhá. Được không? Úi giời ơi, vợ hiền. Thế chứ nhỉ. Đấy, chỗ này. Ờ, chỗ này à? Đây, mình về nhà rồi đây. Wow. Ôi trời ơi, cái dàn gấc này sai quá cơ. À đây, cả nhà nghe lệnh tôi đây này. Trưa nay bà cùng các con chuẩn bị một mâm cơm cúng tổ tiên. Tối hôm nay cả nhà ta gói bánh chưng cùng với bác Lý, rõ chưa? Dạ. Bà rõ chưa? Vâng, tốt. Ô, mẹ có phải mẹ của con không đấy ạ? Anh mày còn đang không nhận ra bố đây này. Chị Lý ơi. Chị ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Chị cậu khỏe không? Cháu khỏe thế à? Vui quá. Chị khỏe không ạ? Cảm thấy là không ạ? Sợi tôi vẫn khỏe. Các cháu vẫn vẫn đi làm ăn tốt chứ phải không? Vâng, vâng. Thôi, thế bây giờ cậu mợ và các cháu vào nhà đi. Dạ, dạ, dạ. Vâng, vâng, vâng. Cậu vào đi. Vâng, vui quá. Các cháu vào đây. Cậu vào đây. À, đưa quà đây cho bố nào. Đây, con. Các cháu ngồi đi. Đây, 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 mang đây. Dạ, đây bố. Đây nè. Rồi. Mấy lâu chị vẫn khỏe chứ ạ? À? Nhờ giờ tôi vẫn khỏe. Năm nay mợ lại sắp xếp được thời gian về lễ Tết thế này. Quý hóa quá cơ. Quý hóa gì đâu chị. Em lệnh như thế nào thì nhà em phải nghe như thế. Vâng. Chị ơi, vợ chồng em có chút quà biếu chị ạ. Gớm. Cậu mợ và các cháu về thế này là món quà quý nhất với chị rồi. Quà cáp làm gì cho nó tốn kém ra. Mọi việc ở quê cứ một tay chị lo liệu. Mà vợ chồng nhà em thì lại bận quá, không giúp được gì. Áy náy thôi, chị thông cảm chúng em nhá. Có gì đâu. Chị ơi, trưa hôm nay ấy, nhà em sẽ làm cơm cùng với các cháu để có một mâm cơm cúng tổ tiên. Đến tối thì cả nhà sẽ gói bánh chưng. Rồi em sẽ luộc bánh cho chị nhá. Vui quá. Thế chị mới cả nhà em ngồi xây nước. Em mấy cháu như chạy ù ra chợ về làm loáng cái là xong chị ạ. Ơ hay. Nhà có vườn, có rau, có gà. Việc gì phải đi ra chợ. Ta chỉ cần là chân thành làm một mâm cơm dâng lên các cụ. Chợ búa bây giờ toàn đồ làm sẵn không ra cái gì đâu. Dạ. Vâng ạ. Vâng, chị nói đúng đấy. Này, muộn giờ rồi, đi làm đi. Ơ kìa, lạ thật đấy nhở? Con ngồi đây làm cái gì? Đi đi. Đi đi ạ. Vâng ạ, em xuống làm ạ. Mày thấy chị Như làm như thế mà không giúp chị à? Đừng bấm điện thoại thôi. Có gì đâu, cái này cũng tự làm được mà. Để cho em nó chơi điện thoại đi. Đấy, tại chị Như bảo là để chị làm cho, không cần phải làm mà mẹ. Dừng. Đi ra bắt gà với mẹ. Dạ. Giữ cánh cửa cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ, tí nữa mẹ nấu ấy, mẹ để phần cho con quả tim, đừng cho anh tặc nhé. Con phải cúng rồi các cụ chứ gì. Tết đến rồi, tết đến trong tim mọi người. Mừng ngày Tết
Được chưa bố? Ờ, đẹp lắm rồi. Ở đây này. Dạ. Có cái bật lửa đấy không? Đây ạ. Cầm lấy cho mẹ. À, thôi mẹ ơi, con sợ lắm. Hay là mẹ gọi chị Như ra làm đi. Ôi giời, có cái gì mà sợ, cầm nó chắc vào. Không nó lại chạy mất bây giờ. Mẹ cầm lấy. Sợ đây. Lắm, sợ lắm à. Kia. Mẹ. Khẽ mồm thôi. Ôi mẹ ơi. À, mẹ ơi, nó dậy, nó dậy. À, mẹ ơi, con gà. À. Bố nhà mày ấy. Bố, tôi sợ như cái thằng bố mày. Để con mẹ ra ngoài đi. Được rồi, để mẹ chặn ở đây. Khéo nó mới chạy ra đến đây. Rồi. Mẹ đi ra đi. Ôi anh ơi, mày sao mày đứng ở sau mẹ? Quá trời, có cầm cái con gà đúng không? Đấy, mày bay ra kia rồi. Ui. Đây con ơi, nó ra giữ cho mẹ cái này. Ôi trời, nó đang chui trong mày này. Vô tích sự. Đi như cái thằng bố mày ấy. Thôi để con làm cho. Có biết cầm không? Rồi để con. Ai đủ ôi. Ai đủ ôi. Kẹp vào tay mẹ rồi. Mẹ có sao không? Nó không sao. Để con làm cho. Con cho thêm đỗ gạo vào đấy. Ờ. Anh Tạc đưa cái thìa đây. Đỗ đây. Cho gạo. Con cho lưng bát gạo vào. Anh Tạc đưa bát đây. Từ từ đâu con anh. Rồi. Đấy, con gói đi. Dạ, có gạo đây ạ. Được rồi. Đủ chưa bác? Được rồi, con gói đi. Dạ, dạ. Cậu đây. Dạ. Cậu phải bảo mợ, dạy bảo cho các cháu đừng ăn nết ở. Nhất là chuyện bếp núc. Không cứ đoảng vị như con oanh này này. À. Sau này lấy chồng về nhà người ta cười cho đấy. À, vâng. Sao bác lại nói cháu thế ạ? Vâng, em cũng nói nhà em suốt đấy. Nhà em thì cũng đảm đang. Thế nhưng mà trình độ sư phạm kém, thành ra là các cháu chúng nó vụng về lắm. Chắc là xưa nay chưa phải làm cái gì bao giờ, phải không? Vâng. À, dạ, đâu ạ? Cháu làm suốt đấy. Ờ, đấy. Đấy, các cháu đã, được chiều, thành ra hư. Các cụ nói không sai câu nào. Con hư tại mẹ. Không sai chữ nào. Bố lại nói thế nhở? Chồng ơi, em gói đẹp không? Cái gì đấy? Đẹp, được. Như này. Dạ. Yeah. Con đã về làm dâu nhà này ấy, thì cũng nên học tập đến cái đường ăn ấy, ở, nhất là cái phong tục tập quán của làng mình. Dạ. Yeah. Nhất là cái gia phong lễ nghĩa của dòng họ. Yeah. Để sau này ăn ở cho có đạo con ạ. Dạ. Thôi, mời bác với cả ông nhà em lên uống nước nghỉ ngơi đi. Để em với các cháu làm nốt việc cho. Này, trước mặt các con, các cháu ở đây, vợ ăn nói cho cẩn thận, để cho các cháu nó còn học tập. Nhưng em có nói cái gì đâu. Vợ chả nói, ông với bác. Thế hóa ra cậu Đạo là vế trên của tôi à? Em... Thôi em, chị nói đúng đấy em. Ông một vừa hai phải thôi nhá. Em nghe theo chị đi. Nhưng tôi có nói cái gì sai đâu. Thì tôi bảo khắc nghe đi cơ mà. Ông cái gì? Hả? Chị nói không đúng à? Mà còn chả mới treo. Bà cậu cũng đừng to tiếng với mợ ấy nữa. Tôi quê mùa, ăn nói thật tuột, chứ không có gì đâu. Thôi bố với cả bác vào trong nhà đi ạ, để bọn con làm nốt cho. Thôi chị ơi, chị đi nghỉ đi. Vào kia uống nước với em. Em mà tâm sự giường với chị nhá. Mẹ mình ghê gớm vậy mà cũng có lúc khóc. Em mách mẹ là chị nói xấu mẹ nhá. Ê, mách cái gì, nói xấu cái gì con Hâm đấy. Đến anh mày còn đang bất ngờ vì bố bây giờ còn dám quát cả mẹ đây này. Em thấy á, bác thương mà chiều bố quá trời luôn. Cái gì cũng bố, cái gì cũng bố.
cưng bố chết. Chuyện em biết không, ông bà ngày xưa là mất sớm, nhà chỉ còn có mỗi hai chị em rau cháo nuôi nhau. Bác không thương bố thì thương ai? Hèn gì á, mà bây giờ em thấy á, bác kiểu như là mẹ chồng á, mẹ mình là nàng dâu. Y chang nhà mình luôn, em với mẹ cũng là nàng dâu mẹ chồng. Em ghi âm hết rồi, em sẽ đi đánh mẹ. Cái con này tao lại đánh cho mày toe mỏ ra bây giờ. Xóa ngay hả? Mày xóa ngay nè. Con bé này thiệt chứ. Tự nhiên thấy mẹ vậy á, em thương mẹ quá. Kiểu đồng cảm á. Đồng cảm thiệt á? Thế thì phải ngoan nghe chưa? Ừ. Cho con ở trên nhà con nghe bác Lý với bố nói cái gì mà ngày xưa rồi ông bà ta, con có hiểu gì đâu. Thôi để con phụ mẹ nấu bánh chưng. Lại nói chuyện ngày xưa hả? Dạ. Ông bà nội của Tạc ấy hiền lành chăm chỉ lắm con ạ. Mà ông gói bánh chưng thì đẹp vô cùng. Những ngày Tết như thế này ngày xưa ông Tàn phải đi gói hộ cho cả làng đấy. Năm nào cũng gói cho hai đứa chục cái bánh chưng xinh xinh, chúng nó thích, cứ đi chạy khắp xóm để khoe con ạ. Bà khoác cái áo để vào cho đỡ lạnh, kẻo đêm sương xuống đập lắm mà. Em cảm ơn chị. Bà nghĩ tôi khắt khe với bà lắm phải không? Không ạ. Tôi cũng không muốn như thế đâu. Tôi chỉ muốn là vợ hiểu hết công việc của gia đình. Để sau này khi mà tôi về với tổ tiên thì đã có vợ lo toan, quán xuyến tôi cũng yên tâm hơn. Vợ có giận tôi không? Em nào dám giận chị. Bác Lý ơi, con thấy á, bác khắc khe với mẹ của con á, y chang mẹ khắc khe với con vậy. Chị ơi, chị cứ lo xa, chị còn khỏe lắm. Ôi giời ơi, đã đến tuổi này rồi, chả biết thế nào mà nói trước vậy. Chị muốn em học gì ấy, chị cứ ghi ra giấy. À, mà chị bảo các cháu nó ghi ra giấy, rồi em sẽ học chị ạ. Ghi ra giấy kiểu như là bí kíp của mẹ chồng truyền cho nàng dâu vậy đó. Ôi giời ơi, khổ quá cơ. Bây giờ là thời đại 4.0 rồi. Mình muốn lưu lại cái gì cứ đưa hết lên Facebook, Instagram. Để ngày này năm sau tự nhiên nó đăng lên thôi ạ. Sáng kiến hay đấy. Phay phèo rồi 4.0 chấm quá gì. Bác nghe chả hiểu gì cả. Mà thôi, bác đi vào ngả lưng cho đỡ mỏi. Chị ơi, ở đây nhá. Đấy, chị vào vâng, nghỉ đi. Vâng, vâng, tôi đi vào rồi. Đấy. Chị vào đi, chị nhá. Vào đây vâng. Chị vào nhá. Vâng. Mình ơi. Mình này, mẹ ơi, vợ chồng con xin phép có ý kiến ạ. Chuyện gì con? Anh nói đi. Anh nói đi.
Mẹ ơi, bố ơi, chắc là Tết nay á vợ chồng con không đi du lịch nữa. Sao lại không đi? Vé đã đặt rồi mà con. Con thấy mẹ nói đúng á. Tết á là dịp mà gia đình mình sum vầy, con với chồng con đi du lịch thì không phải, với lại một năm có lần à. Tuyệt vời đấy. Bố mẹ ơi, thế con cũng không đi du lịch Thái Lan nữa bố mẹ. Nhưng mà nếu không đi nữa thì làm sao kiếm rể được cho bố mẹ đấy. Không sao, cứ từ từ con ạ. Ôi, cả nhà mình năm nay vui quá. Sum vầy với nhau còn vui hơn hả? Hôm nay cho thêm lửa vào đi. Rồi, giờ ra bà con đây. Chết cháy rồi nè, cháy rồi. Đây, cho thêm lửa. Này, các con thử ngửi xem có đúng là cái mùi bánh trưng đúng không? Thăm chín rồi, thăm chín rồi. Tết đến rồi, tết đến rồi.